Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại chia sẻ cái bài nó gọi là Kinh Kim Lạp theo dân gian. Tức là cái bài này nó ở trong cái cuốn sách Lịch Vạn Niên, nó 127 năm. Nó từ năm 1924 đến năm 2050. Cuốn sách này nó dài hơn 1.000 trang. Ngoài lịch ra nó cho ta tất tần tật về cái việc xem ngày xem giờ, cho các cái việc đại sự như làm nhà làm cửa ma chay rồi dựng vợ gả chồng, và nói cho ta tất cả các cái nội dung cơ bản về cái thuyết ngũ hành âm dương, ngũ hành nạp âm dương cam rồi âm cam dương chi rồi âm chi. Trong cái cuốn sách này nó cho ta thêm một số các cái bài về về các cái độn lục nhâm rồi độn gia cát. Đây là cái bài gọi là Kinh Kim Lạp theo dân gian, tức là bản in theo Thánh Thái Nguyên niên năm 1889. Cái cuốn này là của nhà xuất bản Hải Phòng, xuất bản năm 2012. Tôi chia sẻ cái bài này lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay và bổ ích cho tôi xin một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh, để tôi có động lực tôi làm các video tiếp theo. Và đây là tôi quay chậm chậm các cái từng cái tuổi một để cho cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Đây là cái bài Nam có can năm sinh là Giáp. Những người năm sinh là Giáp thì tất cả các những người có năm sinh là đuôi 4, ví dụ như năm 64, 74, 84, 94, 2004 thì đều là có năm sinh là can Giáp. Nhưng can Giáp mà lấy vợ tuổi Tý thì là vợ chồng hạnh phúc, sống lâu, được vợ đẹp yêu thương và vợ quý mến, gia đình hưng vượng, có tiền của danh vọng, tử tức đăng khoa, nối đời không dứt. Tức là nó là một cái cặp là tốt. Tiếp đến là nam mà có cái can Giáp lấy vợ tuổi Sửu, tuổi Dần thì lấy nhau rồi có nhiều dời đổi, tôn ti trật tự trong gia đình không toàn vẹn, gia đạo suy thoái bởi con cái. Khi sinh con hoặc khi lớn lên, việc giáo dục con cái mỗi người một cách thành nội bộ lúng cúng phân ly. Tiếp đến là can Giáp mà lấy vợ tuổi là Mão thì sinh con khó nuôi, có thai bệnh hoạn, vợ chồng trước lìa sau có thể hợp, đàn đứt dây có thể nối lại hoặc thay dây khác. Can Giáp mà lấy tuổi Thìn Tỵ thì lấy nhau không bền, con cái khó toàn, con cái khó toàn vẹn, tài sản vật dụng sớm sớm đến chiều đi, tức là nó xấu. Tiếp tục đến cái bài mà can Giáp, chồng can Giáp mà lấy vợ tuổi Ngọ là trường sa chiết trục, ngộ tai giai nan giải, tức là nó thuộc là một cái cặp là xấu. Lấy nhau trước thì khá, sau thì khổ, hào con thì khó toàn vẹn, khó nuôi, hoặc nuôi được nhưng mà hư đốn, hoặc không còn là của mình là con nuôi hoặc bỏ đi. 42 tuổi gặp gian nguy, không có đức có thể chết. Này tôi chia sẻ ở đây để cô chú anh chị chúng ta cùng tham khảo và nghiệm. Đây là cái bài mà can Giáp mà lấy vợ tuổi Mùi. Nếu lấy nhau ở xa quê hương thì may ra còn được bền. Tiếp đến là can Giáp mà lấy vợ tuổi Thân. Khoa cử e bị tai sát nên cáo về, làm quan e bị mất chức mất đầu,
hao tán tiền tài, gặp nhiều rủi ro, con cái khổ lây. Đây là cái bài can giáp mà lấy vợ tuổi Dậu tuổi Tuất. Tức là thi đậu cao, vợ đẹp con ngoan, gia đình khá giả sung sướng, sinh con trai đầu là đúng. Can giáp mà lấy vợ tuổi Hợi. Là thi cử đỗ đạt, vợ đẹp con nhà khá giả, lúc đầu sung sướng, sau gặp nhiều trắc trở, có thể bị sỉ nhục ai ách. Đến cái bài thứ hai là cái bài mà nam có năm sinh là can ất. Can ất là tất cả những người mà sinh có cái năm sinh đuôi là năm, ví dụ như 65, 75, 85, 95, 2005. Can ất mà lấy vợ tuổi Tý thì công danh khoa cử gặp được đường may, sinh con trai, học hành khá, gia cảnh sau hoạn nạn gặp được cảnh hay. Tiếp đến là can ất mà lấy vợ tuổi Sửu tuổi Dần thì có học vấn khoa cử, trước thì danh vọng lớn lao nhưng sau gian nan cay đắng. Con cái như hoa nở bị tuyết rơi thì rụng hết chứ không bền. Tiếp đến là cái bài mà can ất, chồng can ất mà vợ tuổi Mão thì mới lấy nhau thì vợ chồng phát đạt, mà kém về con cái thì đúng. Nếu có con cái thì tài giảm, trước thành sau bại, có khi gãy cánh giữa đường. Tiếp đến là cái bài mà chồng thì can ất mà vợ thìn tỵ. Tôi quay chậm chậm như này để cô chú anh chị và các bạn cùng đọc cùng tham khảo. Đấy, thìn tỵ rồi đến ngọ. Quay nhanh nhanh cho nó hết cái bài kinh kim lạp theo dân gian này, xong rồi quay đến cái bài độn lục nhâm này cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo, ta ngẫm cho nó xem nó có đúng không. Bởi vì sách vở này các cụ đã rất là tốn nhiều công sức nghiên cứu ghi chép lại để cho người đời sau chúng ta ngẫm. Đây là đang cái bài của chồng can ất, chồng can ất mà vợ thân. Vợ thân thì vợ chồng tuy phát đạt nhưng mọi việc đều không bền, em bị cướp bóc hãm hại gặp tai ách. Nên đây là chồng ất mà vợ Dậu, nên là trước thì hiển, trước hiển vinh sau bần khổ. Bằng mà lúc trẻ gian nan thì về già được thư thả, công danh dở dang không trọn vẹn. Ngoài 28 tuổi nếu có con thì bại khôn lường, vì vậy phải có con sớm. Nên là cái bài mà chồng can ất lấy vợ tuổi Tuất và tuổi Hợi nó là an phận thú thường. Cực khổ lúc trẻ thì về già được yên vui, đỗ đạt thịnh nhất thời, trước thành thì sau bại, chết non, con cái công danh cũng trắc trở. Giải ba là nam mà có can của năm sinh là Bính, lấy vợ tuổi Tý. Thì lúc trẻ bôn tẩu nhiều thì tuổi thọ được cao, chồng đỗ đạt có chức danh, đời sống đầy đủ, vợ sinh đẻ khó, cẩn thận nguy mạng, sinh trai nhiều thì hợp,
sinh con gái thì khó nuôi. Tiếp đến là chồng can bính, vợ tuổi Sửu này. Vợ chồng gian nan chỉ đạt được lợi nhỏ. Chồng can bính, vợ tuổi Dần. Chồng can bính mà vợ tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tôi quay chậm chậm này để cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đọc nhé. Đây là đang ở những cái bài mà chồng can bính mà vợ các cái tuổi Tí Xíu Dần Mão, tức là nó 12 tuổi. Hết can bính này đến can đinh, đang đang ở can bính, chồng can bính mà vợ tuổi Dậu, rồi đến chồng can bính mà vợ tuổi Tuất Hợi. Trai gái đều là con một hay con mồ côi cả thì tốt, tức là đang nói tuổi của hai vợ chồng, cả trai cả gái đều là con một hay con mồ côi thì tốt. Bằng còn đủ cha mẹ thì người con trai phải có danh vọng hơn. Sinh con cái khó nuôi, trước thành sau bại. Tiếp đến là nam mà có can đinh. Can đinh là những người sinh năm có cái đuôi bảy. Lấy vợ tí thì vợ chồng đau ốm triền miên, con cái khó nuôi, tai ách liên miên, vận hạn dữ dội, chồng chết trước vợ. Đây là một cái bài để chúng ta tham khảo và chúng ta ngẫm xem nó đúng hay sai như thế nào. Tất nhiên là nó cũng có cái đúng cái sai, nhưng mà nó còn phụ thuộc vào cái âm đức của cái đời trước chúng ta để lại, hoặc là nửa đời trước chúng ta như vậy là tích đức thì nửa đời sau thì chúng ta được hưởng. Đây là đang cái bài của can can đinh. Thìn tỵ ngọ mùi, tức là vợ, đây là tuổi của người vợ. Đây là một cái cuốn lịch vạn niên mà nó cho ta rất nhiều các cái kiến thức. Nó ngoài 127 năm về lịch, nó cho ta tất cả các cái kiến thức hiểu về lịch. Đây là đang cái bài của chồng can đinh. Tiếp đến là cái bài này là chồng là can mậu. Can mậu mà lấy vợ Tý Sửu Dần. Thiết thụ là một loại hoa cảnh, cây thấp cao, từ 1 mét đến 1,5 mét, độ trăm năm nở hoa một lần. Cánh hoa trắng to mọc trên đỉnh, lá nhỏ dài, cây không cần tưới tắm. Vợ chồng phối hợp vừa sức phải tài, trai có danh gái có hạnh, sinh con khôn ngoan, tài tuấn thi cử đỗ đạt. Riêng 2 tuổi Sửu và Dần thì về già chồng bị tiểu tật nhưng vô hại. Đây là cái bài mà